Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Nhất Long Audio Hà Nội, địa chỉ số 147 ngõ 14 Mễ Trì Hạ. Vâng, đây là một kênh chuyên giới thiệu các sản phẩm cũng như test hoạt động các sản phẩm gửi đến quý vị và các bạn cùng tham khảo. Hôm nay em xin giới thiệu và gửi đến quý vị và các bạn một đôi loa mới có tại Nhất Long Audio. Đó là một đôi loa của hãng Tainoi có model là Thunberry GR. Đây là một trong những model rất là hot trên thị trường bây giờ. Và cũng trong cái clip này, em xin test luôn chiếc dề bao của hãng Luckman có model là M7i và C7i nguyên thùng xốp. Và hôm trước em có giới thiệu cho các bác và chưa có thời gian test, và hôm nay em làm một cái video này và test bộ dề bao, và cũng như giới thiệu luôn đến quý vị và các bạn một đôi loa Tainoi Thunberry GR. Vâng, bây giờ mời quý vị và các bạn. Vâng, trước mặt quý vị và các bạn là bộ dề bao của hãng Luckman. Chiếc dề là có model là C7i và chiếc bao là M7i. Đây là hàng limited các bác nhé, là hàng limited. Về cái độ đẹp của nó thì hôm trước em có giới thiệu cho các bác rồi, thì bộ này là cực kỳ đẹp luôn. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, cực kỳ đẹp luôn, góc cạnh đầy đủ. Con này thì về trong tình trạng là nguyên thùng xốp các bác. Đấy, rất là đẹp luôn. Và dòng Luckman này các bác đã biết rồi, con riêng bao nó sở hữu có đồng hồ phu rất là to và có sử dụng kim vẩy rất là đẹp luôn. Đấy, bao này thì các bác phải có dề các bác mới đánh được nhá. Còn bên trên nó là cái chiếc dề đây. Đấy, cái mút nó rất còn chặt. Bao chiếc dề thì đây là đường input shooter, đường vào này. Bên này là volume này. Đấy. Còn đây là các đường ngõ vào. Và đây bát chép đây, ba lăng. Đây là ba lăng. Đấy. Rất là đẹp luôn. Và em đang test với đôi loa Thunberry GR. Và đây đôi loa Thunberry GR. Và bên cạnh đó em còn đôi Thunberry SE các bác nhé. Đôi Thunberry GR này thì cực kỳ đẹp luôn. Con này là năm của nó là khoảng đầu 2019. Loa rất đẹp, loa thì không còn thùng xốp gì đâu các bác nhé. Loa thì không còn thùng xốp gì cả. Thunberry GR. Bên dưới nó là các cầu kết nối của giải chép các bác nhé, tăng giảm này, giảm và tăng. Đây còn chiếc bên này, loa cực kỳ đẹp luôn. Vâng, và bây giờ xem sẽ test một bài nhạc, mời quý vị và các bạn cùng nghe thử. Để Huế nhớ Huế sâu.
một vùng bên nhau cũng là muôn thuở. Xin anh nhớ đừng quên Huế và video giới thiệu sản phẩm cũng như test hoạt động sản phẩm đến đây em xin dừng và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo. Như đôi Tunberry GR em đang bán với giá là đi 178 triệu, còn đôi Tunberry SE em đang bán giá 88 triệu. Các bác có nhu cầu xin liên hệ, em xin cảm ơn.